Chiều nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì hội nghị phía đầu cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và lãnh đạo Bộ Tư pháp. Phía đầu cầu Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Năm 2022, toàn ngành tư pháp đã bám sát các nghị quyết, kết luận chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành tư pháp, đồng thời bám sát mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội tại các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và của từng địa phương riêng tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2022, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp như xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp và một số nhiệm vụ công tác khác được giao. Các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ và đã đạt được nhiều kết quả cao. Năm đến, toàn ngành tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tư pháp, thực hiện đồng bộ các hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.